tái sinh trở về thập niên 80. Kẻ thù Vương Cường muốn dùng bẫy hợp đồng để phá hủy xưởng may của tôi. Kết quả bị tôi lật ngược tình thế. Một ngày kiếm hơn 1,4 triệu. Mời anh kiếm hàng đi. Ông chủ tồn tốt nhất nên xem kỹ từng món. Một khi xuất kho, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Hừ, tôi đã nói rồi. Các anh cứ giao hàng đi. Giữa chúng ta chẳng có chút tin tưởng nào sao. Phải gọi tôi đích thân đến. Nếu tôi không tin các anh, sao có thể làm ăn lớn với các anh được lát nữa chúng ta làm lại hợp đồng nhé sau này cứ gửi hàng thẳng là được rồi không cần phải phiền phức như vậy dư hải bình cười hi hi nói được thôi anh cứ tiếp tục kiểm hàng đi tôi đi làm hợp đồng sẽ xong ngay thôi còn tôi đã chuẩn bị hợp đồng mới rồi không chỉ thêm điều kiện không kiểm hàng Hàng xuất xưởng là coi như đạt tiêu chuẩn. Nhà máy may không chịu trách nhiệm về các sản phẩm có vấn đề về chất lượng, điều khoản không đổi trả, còn tăng số lượng mỗi tuần từ 500 cái lên ba nghìn cái. Tôn Đồ Mộng thấy điều khoản mới, trong lòng liền vui sướng. Mình còn đang nghĩ cách để gái bẫy Lưu Đại Tráng, hắn ta lại tự gái bẫy chính mình. Qua ha 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 ha. Còn về điều khoản hàng hóa mặc định đạt tiêu chuẩn, Tôn Đồ Mộng lại không đồng ý. Điều này tôi không thể chấp nhận. Lúc đó anh đưa tất cả hàng kém chất lượng cho tôi phải ghi rõ, chúng ta hợp tác trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau để cùng làm việc. Nếu có vấn đề về chất lượng, các bạn phải giải quyết kịp thời. Nếu có vấn đề chất lượng lớn thì đó là sáu phạm hợp đồng. Như vậy tôi mới có thể chấp nhận được. Bây giờ hoặc chúng ta tiếp tục sử dụng hợp đồng cũ, mỗi lần các bạn đều phải đích thân kiểm hàng, hoặc là bạn ký hợp đồng mới. Đây là điều kiện của chúng tôi. Không thể mọi thứ đều theo yêu cầu của anh. Nếu anh cảm thấy không thể chấp nhận, chúng ta cũng có thể hủy hợp đồng. Anh tự chọn đi. Thái độ rõ ràng và cứng rắn. Ad tôn đồ mộng về khí thế đã không thể nâng lên chút sức lực nào. Nếu không phải là đỗ đại ca yêu cầu anh ta, dù sao cũng phải tiếp tục. Anh ta tuyệt đối sẽ không ký kết. Bây giờ cũng chỉ có thể bị ép ký kết. Đại tráng, cậu làm gì đấy? Nhiều thùng thế này, chẳng phải. Nhiều anh em đã nhận được điện thoại ở góc dưới bên trái của tôi. Nhà sản xuất nhờ tôi gửi hàng giúp họ. Anh giúp tôi phát cho mọi người theo danh sách nhận hàng. Nhiều người đã nhận được à? Đúng vậy. Gần đây góc dưới bên trái có ưu đãi nâng cấp. Những sản phẩm tốt trước đây và sản phẩm tốt của nội địa đã nâng cấp thành phúc lợi tải xuống đảm bảo cho người chơi chỉ cần chơi thử một chút là có thể nhận được nhiều như vậy tôi lấy một cái không sao chứ muốn thì tự đi lấy góc dưới bên trái có liên kết nội bộ của tôi nhấn vào liên kết để tải về lên mạng là có thể thấy giao diện nhận điện thoại ngày hôm sau là nhận được thật sự có chút để nhận đúng không chỉ cần nhấn tải từ liên kết đặc biệt của tôi còn có phúc lợi ẩn và vật phẩm gấp gọn nhưng chỉ có một nghìn cái ai đến trước được trước được rồi tôi cũng góc dưới bên trái khi đỗ đại na nhìn thấy hợp đồng mới anh ta tức giận đến mức trực tiếp ném mấy tờ giấy đó đập mạnh vào mặt tôn đồ mộng anh là heo à, hợp đồng như vậy mà cũng ký Tôi vốn định nhân cơ hội này xử lý tên thợ may chết tiệt đó Bây giờ làm sao tôi xử lý được nữa Giám đốc đỗ, tôi cũng không muốn ký đâu Là họ ép tôi ký đấy Nếu không thì phải hủy hợp đồng Hơn nữa họ còn tự nói rằng Mỗi tuần giao cho chúng ta 3,0 cái Tôi nghĩ họ không thể sản xuất được Càng nói như vậy, càng khiến ông đỗ tức giận hối hận vì sao lại giao kế hoạch quan trọng như vậy cho con lợn mập này thực hiện anh đúng là đầu óc lợn anh nghĩ lưu đại tráng có thể tự phá hoại chỗ của mình không người ta không có cái gan đó đâu làm sao có thể chủ động đưa cho anh ba nghìn bộ hợp đồng bán hàng quần áo quản lý đỗ nếu tôi có đầu óc như anh thì tôi đã không bị lưu đại tráng lừa rồi vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đỗ đại nã chừng mắt nhìn tôn đồ mộng một cái anh đi tìm thêm vài nhà bán buôn cho tôi tôn đồ mộng không biết đỗ đại nã muốn làm gì đành phải ngoan ngoãn làm theo thôi bên xưởng may mình chẳng coi hợp đồng với tôn đồ mộng ra gì đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông là Vương Tinh Thần gọi đến. Đại tráng và chú Mạch đề gọi cho tôi. Tối nay lại có 2 tấn bông nữa. Còn 5 phẩy không cân lông cừ và 2 phẩy không cân lông lạc đà. Được, lát nữa tôi sẽ sắp xếp đội vận chuyển đi lấy hàng vào buổi tối. Nói là đội vận chuyển, nhưng bây giờ tôi chỉ có một chiếc xe tải nhẹ. Tôi đã suy nghĩ, thời đại này vẫn chưa có khái niệm vận chuyển lao chi si tích. Mà hiện nay ngành công nghiệp của tôi phát triển, vận chuyển cũng là nền tảng. Vậy nên tôi nhất định phải có đội vận chuyển của riêng mình. Tiếp theo, tôi lập tức đến văn phòng của Lâm Thành Tuyết yêu cầu cô ấy gọi ngay những tài xế đã ứng tuyển trước đó tất cả đến ngay lập tức tôi đi đến cửa hàng xe tải mua liền một lúc 20 chiếc xe tải hạng nặng một lần chi bảy trăm không vào buổi chiều các bác tài đưa xe tải hạng nặng vào khu nhà máy 20 chiếc xe tải hạng nặng đứng xếp thành hàng đội vận chuyển của nhà máy may lương chính thức thành lập 20 bác tài này lương mỗi tháng là 150 đồng còn có các khoản phụ cấp khác đội trưởng trung niên được chọn tên là lâm vĩnh thắng lúc trẻ từng đi lính là một người thật thà chất phác sau này đội vận chuyển giao cho anh sư phụ lâm có gì cần cứ nói Chúng tôi đều là thợ lâu năm. Mọi người đều là người thật thà. Đội vận chuyển này tôi nhất định sẽ quản lý tốt. Ồ, ông chủ lưu. Góc trái dưới cũng nhanh quá nhỉ. Đã gửi hàng cho tôi rồi. Đó là liên kết nhanh ở góc dưới bên trái của tôi. Nhiệm vụ đầu tiên của đội vận chuyển là đưa bông đến nhà máy dệt. Thông tin này cũng khiến chú của Vương Tinh Thần, Vương Hà Đông biết ngay lập tức. Nhà máy dệt không bán được một tấm vải nào. Anh ta lại liều mạng nhập bông. Còn làm thêm giờ để sản xuất. Chẳng lẽ việc kinh doanh của xưởng may lưu đại tráng tốt như vậy sao? Một nhà máy dệt có thể dùng hết vải. Bây giờ kho của nhà máy dệt đã chất đống như núi rồi. Mỗi ngày đều lộ ít nhất vài ngàn tệ. Anh kết hợp với Lý Mậu thật là cao tay. <laughs> Tên Lưu Đại Trắng đó không phải là nhân vật đơn giản. Bị tôi và Lý Mậu chèn ép như vậy, hắn không những không lo lắng, mà còn cứ làm việc như thường. Tuy tôi không biết hắn nghĩ gì, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Anh lập tức đi tìm hiểu kỹ về nhà máy may của hắn. Cần nhiều vải như vậy. Được rồi, Giám đốc Vương, tôi sẽ đi hỏi ngay. Lúc này, sau khi xác nhận bông đã nhập kho, tôi liền nói khẽ với Vương Tinh Trần. Từ ngày mai, sử dụng bộ thuốc nhuộm thứ hai để ngâm nhuộm. Nhờ sau khi ngâm nhuộm phải làm nguội ngay, khi khô lập tức nhập kho và niêm phong lại. Và còn phải sản xuất nhanh hơn. Vậy chúng ta cần sản xuất bao nhiêu? Phải có một mục tiêu chứ. Tôi đã tính toán đơn giản. Theo chi phí bổ nữ, nam nhân dân tệ mỗi mét. Mỗi mét lời gấp đôi, đó là 9 tệ một mét. Nghĩ đến đây, tôi rất chắc chắn nói rằng, 27,0 mét đấy. Nhiều sản xuất như vậy. Anh định làm gì thế? Nhiều à, Tôi không nghĩ vậy đâu. Với tốc độ sản xuất 3,0 mét mỗi ngày của nhà máy dệt hiện nay, 10 ngày sau cũng sản xuất xong. Sau lần này, nhà máy dệt vẫn cần thêm một số thiết bị mới. Đến lúc đó sẽ phải tốn không ít tiền. Thật sự là tốn tiền. Nhưng bây giờ nhà máy dệt không bán được một tấm vải nào. Làm sao kiếm tiền? Chẳng lẽ đều dựa vào sưởng may của anh ấy sao? Tôi không thể giải thích nhiều như vậy cho cô ta. Bố trí này để tôi tự làm là được rồi. Vào buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Thanh Tuyết đã quay xong quảng cáo, rồi trực tiếp đến nhà máy. Đồng Diệu Huyền cũng mang máy quay của đơn vị đến nhà máy. Quảng cáo quay được tôi rất hài lòng, rất tốt. Rất tốt. Đây chính là hiệu quả mà tôi muốn. Thanh Tuyết, lần này cô làm rất tốt. Tôi không ngờ bạn lại có tài năng như vậy. Sau khi quảng cáo được phát sóng, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Lâm Thanh Tuyết thấy tôi hài lòng như vậy. Cô ấy cũng rất vui. Diệu Huyền, tôi nhờ cô hỏi phí quảng cáo ở Đài Tỉnh và cả Đài Trung ương nữa. Cô đã hỏi giúp tôi chưa? Hỏi về giá phát sóng hai lần mỗi ngày trên Đài Tỉnh là 200.000 một tháng. Còn giá trên Đài Trung ương là 500.000. Đều là không giờ vàng tốt nhất. Tôi đã suy nghĩ một chút, giá này có thể chấp nhận được. Được, cô lập tức giúp tôi liên hệ. Một tuần sau bắt đầu chạy quảng cáo này. Bắt đầu từ tối nay trên đài truyền hình thành phố. Không vấn đề gì, tôi đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn cho quảng cáo này xuất hiện trên mọi TV. Quảng cáo sẽ phát lúc 6 giờ tối đúng giờ. Quảng cáo kéo dài 30 giây. Sáng tạo quảng cáo tiên phong cùng với lời quảng cáo vi thảm. Ngay lập tức tạo ra sự bùng nổ ở hệ thị. Sáng sớm ngày hôm sau, hàng trăm người đã tập trung trước cổng nhà máy may. Tất cả đều đến hỏi về chiếc váy bút chì. Lâm Thanh vội vàng đi vào văn phòng. Đại tráng, bên ngoài đều là người đến đặt váy liền và đồ công sở điện thoại sắp nổ tung rồi đồ công sở thì được nhưng váy liền chúng ta chỉ có hai chiếc thôi bây giờ sản xuất vẫn còn kịp hơn nữa thị trường càng căng thẳng càng tốt điều này cô không cần lo lắng quần áo của chúng ta các xưởng may khác muốn sản xuất cũng không thể sản xuất được họ chỉ có thể sốt ruột nhìn thôi lý do tôi tự tin như vậy hoàn toàn là nhờ vào kỹ thuật nhuộm vải vì loại vải này có màu sắc rất tự nhiên và công nghệ dệt cũng rất phức tạp Mặc dù các nhà máy dệt khác cũng có thể sản xuất vải có màu sắc, nhưng màu sắc thì kém hơn nhiều. Ngay cả ông chủ lý mậu của nhà máy dệt số một Huệ Thị cũng cảm thấy rằng chiếc váy bó trong quảng cáo đó, màu vải này thật sự rất đẹp. Anh ấy đã nổi giận với bộ phận kỹ thuật. Mọi người nhìn vải nhuộm của họ xem, màu sắc thời trang lại đẹp mắt. Nhìn cái các anh làm xem, đó là cái gì vậy? Trông lè lẹt. Lẻ... Giặt còn bị phai màu nữa. Hôm nay tôi để lời này ở đây cho các bạn. Quảng cáo này vừa xuất hiện, chất liệu tương tự chắc chắn sẽ được ưa chuộng. Tôi không quan tâm các bạn dùng cách gì, lập tức phát triển công nghệ nhuộm này cho tôi. Tôi chưa nghe thấy lời này, nếu không sẽ cười ra nước mũi mất. Tôi dùng công nghệ nhuộm được phát triển sau hơn 40 năm. Tiền là tôi đã đầu tư 700 triệu nhân dân tệ để nghiên cứu. Công nghệ này mất chọn 2 năm mới nghiên cứu thành công. Có phải chỉ một câu nói của Lý Mậu là có thể nghiên cứu ra không? Tài sinh trở về thập niên 80, tôi tận dụng ký ức kiếp trước để thiết kế ra váy bút chì và chuẩn bị bán chạy. Vương Tinh Thần, nhưng lại đâm sau lưng tôi, bán hết tất cả vài sản xuất. Đại Tráng, váy bút trì đó chúng ta bán bao nhiêu tiền? Tôi chỉ biết chi phí một chiếc váy là 15 đồng, bán 169 đồng một chiếc. Lâm Thành Tuyết lập tức bị giá này làm cho sợ hãi, lợi nhuận tăng lên gấp 11 lần và còn hơn thế nữa. Công nhân bình thường cần phải nhịn ăn nhịn uống 3 4 tháng mới đủ mua một cái, có chắc chắn muốn bán với giá này không? Tôi đã chi hàng triệu cho quảng Cá nếu tính chung lại thì chi phí không chỉ là 15 đồng. Hơn nữa, tôi muốn tạo ra là loại hàng xa xỉ mà chỉ một số người mới có thể mua được. Không giống như quần lửng chín tấc, ai cũng có thể mua được loại hàng bình thường. Đây cũng là để phục vụ cho nhóm khách hàng của chúng ta. Chân váy bút chỉ hướng đến những phụ nữ trí thức thành đạt. Nhưng cô cũng không cần lo lắng vì giá 169 sẽ ít người mua. Sau khi tất cả các đài truyền hình phát sóng quảng cáo ngày hôm nay, tôi ước tính tôi sẽ phải thêm hàng chục dây chuyển sản xuất nữa. Nghe phân tích của tôi, Lâm Thanh Tuyết mới hiểu ra đạo lý trong đó. Thì ra quần áo còn có cái gọi là hình ảnh thương hiệu. Cùng lúc đó, ở nhà của Vương Hà Đông, anh ấy lần đầu tiên cảm thấy có chút không yên việc kinh doanh của xưởng may rất phát đạt đặc biệt là tối hôm qua họ còn phát sóng một quảng cáo như vậy hiện tại đều đang xếp hàng mua đặt hàng nhìn vào như vậy phải sản xuất bởi nhà máy dệt thực sự là không đủ để nhà may mặc sử dụng vương hà đông cảm thấy trong lòng đặc biệt áp lực nhà may mặc thúc đẩy nhà máy dệt không chỉ không lỗ mà còn có thể tối đa hóa lợi nhuận thằng lưu đại trắng này của thật là có chút tài cán nếu để hắn kiểm soát nhà máy dệt mãi thì cả đời này tôi cũng đừng mơ được lợi chút nào anh đi tìm một người có miệng lưỡi lanh lợi đáng tin cậy tới nhà máy dệt gặp gỡ vương tinh thần bằng mọi phải mua được vải mà họ sản xuất, chỉ cần không có vải. Thì nhà máy may của Lưu Đại Trắng đường Hồng sản xuất được gì? Đến lúc đó chúng ta còn có thể bán vải thu mua được với giá cao cho hắn ha ha ha. Ông Vương, chiều rút củi dưới đáy nồi của ông thật là tuyệt. Nhưng bây giờ Vương tinh thần nghe theo lời Lưu Đại Tráng. Không có sự đồng ý của Lưu Đại Tráng, cô ta sẽ không thể bán vải cho chúng ta. Vương Hà Đông cười lạnh một tiếng, nói rằng trên thế giới này, không có liên minh nào là không thể phá vỡ. Chỉ cần chia rẽ, sự tin tưởng lẫn nhau giữa Vương Tinh Trần và Lưu Đại Tráng, chúng ta sẽ tự nhiên có được lợi ích thôi. Tổng giám đốc Vương, ông cứ yên tâm, bây giờ tôi sẽ sắp xếp một người có tài ăn nói tốt. Ngay lập tức bắt đầu tiếp cận Vương Tinh Trần. Không bao lâu nữa, trước cổng nhà máy dệt tinh thần, có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, dáng người thẳng tắp, mày rậm mắt to. "Chào anh, tôi là Trương Từ Viễn, tôi muốn gặp giám đốc của các anh để đặt một lô vải." Người bảo vệ thấy anh nói năng rất lịch sự, đã dẫn anh ta đến văn phòng của Vương Tinh Thần. "Ô thì ra giám đốc nhà máy dệt tinh thần trẻ đẹp như vậy." Thật sự khiến tôi rất ngạc nhiên. Phụ nữ ai cũng thích nghe lời khen, đặc biệt là Vương Tinh Thần, ở độ tuổi hơn 20, tính cách của cô gái, cộng thêm vẻ ngoài có chút điển trai của Trương Tư Viễn, điều này khiến cô ấy cảm thấy có chút lâng lâng. Trương Tư Viễn thấy nụ cười em ấp của Vương Tinh Trần, liền biết trong lòng cô ấy rất thích thú, xem ra tổng giám đốc Vương nói không sai, cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một cô gái chưa hiểu chuyện mà thôi, càng như vậy, tôi càng dễ nắm bắt cô ta. Ha 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 anh trương anh đến đặt hàng vải à đúng vậy tôi cũng mở xưởng may ở thành phố vi trước đây thường lấy vải ở nhà máy dệt của lý mậu nhưng tôi rất khinh thường con người của lý mậu không cho chúng tôi lấy vải ở nhà máy của anh tôi ghét nhất là những người ý thế hiếp người thà không hợp tác với hắn cũng không muốn bị hắn rắt mũi vì vậy tôi sẽ mua vải từ chỗ của cô và sẽ mua nhiều hơn để cho Lý Mậu thấy. Tôi không sợ hắn. Lời nói đầy cảm xúc khiến đôi mắt của Vương Tinh Thần tràn ngập sự đồng ý. Cảm thấy Trương Tư Nguyên đã nói ra hết những gì trong lòng cô ấy. Nhưng đại tràng đã nói, bây giờ không thể bán vải ở đây được. Nhưng tôi lại không muốn mất một khách hàng tốt như Trương Tư Nguyên. Ôi, sau khi suy đi nghĩ lại, Vương Tinh Trần vẫn gật đầu nói, vậy để tôi dẫn anh đi xem kho nhé. Khi Trương Tư Nguyên thấy đống vải chất cao như núi, anh cao mày tức giận nói nhìn xem, ở đây có rất nhiều vải tốt nhưng lại không bán được. Tất cả đều là do Lý Mậu làm chó. Người khác muốn mua cũng không mua được anh ta lại giở trò không cho người khác mua tôi không tin chuyện này không những tôi muốn mua mà tất cả vải ở đây của giám đốc vương tôi đều muốn không được đâu không thể bán hết cho anh phần lớn vải ở đây đã được đặt trước cho xưởng may của Lưu Dương rồi. Tôi chỉ có thể bán cho anh một phần nhỏ thôi. Trương Tư Viễn bỗng nhiên thở dài, nhìn Vương Tinh Trần một cách sâu sắc. Tôi sẽ gọi em là Tinh Thần nhé. Như vậy cũng có vẻ thân thiện hơn. Vì tôi không chỉ muốn hợp tác với em, tôi còn muốn xem em là bạn của tôi. Tôi rất hiểu nhà máy của em. Tôi biết Lưu Đại Trắng là cổ đông của nhà máy dệt này, nhưng tôi luôn cảm thấy hình như cổ đông này không muốn em kiếm tiền. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của tôi, không có nghĩa nhất định sẽ như vậy. Nếu em không thích nghe những điều này, thì tôi sẽ không nói nữa. Vương Tinh Thần thực sự muốn nghe những điều này, bởi vì cô ấy cảm thấy Trương Tư Viễn có thể nói ra điều hợp lý. Trương Tư Viện thấy Vương Tinh Thần không từ chối, liền nói rằng tôi nghĩ nếu anh ta muốn em kiếm tiền thì những tấm vải này sẽ không bị chất đống ở đây. Anh ta sử dụng thiết bị của em, công nhân sản xuất ra vải, rồi dùng nó để may quần áo bán, nhưng lại không đưa tiền cho em. Ngược lại, em còn phải nghe lời anh ta để những tấm vải tốt này chất đống ở đây. Theo tôi thấy, anh ta chỉ đang lợi dụng em. Lông mày của Vương Tinh Trần cũng hơi nhiều lại, cảm thấy lời này có vẻ có lý. Thế này đi, tôi mời em ăn cơm, chúng ta từ từ nói chuyện. Vương Tinh Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Sự đơn thần của Vương Tinh Trần đã bị Trương Từ Viện nắm bắt rất tốt, giống như một giáo sư vậy, dùng lý thuyết lệch lạc của mình để tẩy não Vương Tinh Trần. Tinh Trần từ góc độ kinh doanh mà nói, Lưu đại tráng làm như vậy là đúng, em nghĩ thử xem, trên đời này làm gì có thương nhân nào chịu giúp người khác phát triển, nói cho cùng chẳng phải vì lợi ích của mình sao? Đó là bản tính của con người, kể cả tôi cũng vậy, sở dĩ tôi chọn mua vải của em, thật ra cũng vì lợi ích của tôi. Lưu đại tráng cũng như vậy, nói là để giúp em, nhưng chẳng phải mọi việc em làm bây giờ đều vì anh ấy sao? Một nhà máy dệt lớn như vậy, mỗi ngày sản xuất nhiều vải như thế, anh ta Ta trả em bao nhiêu tiền vương tinh trần cảm thấy trương tư viễn nói cũng có lý nhưng cô ấy vẫn nói cũng không phải lương công nhân thuế còn có nguyên liệu đều là tiền của Lưu Đại Tráng, bao gồm cả chi phí hàng ngày của nhà máy cũng đều là tiền của Lưu Đại Tráng. Trương Tư Viễn lại khinh bỉ cười một tiếng tinh trần à tinh trần, em sao mà ngốc thế? Những thứ này cộng lại được mấy đồng so với giá trị mà nhà máy dệt của em tạo ra, có phải là cùng một lượng không? Nói cách khác, để Lưu Đại Tráng đi mua vải ở nhà máy dệt khác, số tiền hắn bỏ ra ước tính gấp 10 lần số tiền đầu tư vào nhà máy em. Em tỉnh táo lại đi, nếu tiếp tục bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa, nhà máy dệt của em sẽ trở thành của hắn. Vương Tinh Thần im lặng vì những gì Trương Tư Viễn nói đều là sự thật. Hiện nay kho vải của nhà máy dệt ít nhất cũng có giá trị mười mấy vạn đồng, nhưng tất cả những thứ này đều là của Lưu Đại Tráng. Cô ấy làm giám đốc nhà máy vẫn phải nhìn sắc mặt của anh ta, nghe lệnh của anh ta. Trước đây Lâm Thành Tuyết còn nói phải đánh giá lại giá trị của nhà máy dệt, phân chia lại cổ phần. Nói cho cùng là muốn nhắm vào nhà máy dệt của tôi, nếu không phải Trương Từ viện nhắc nhở tôi, giờ tôi vẫn còn bị Lưu Đại Tráng đùa giỡn vương tinh thần cảm nghĩ càng tức tuy nhiên hành động này lại cho trương tư viễn thêm cơ hội hay gặp phải đối tác như vậy đều sẽ tức giận nhưng tức giận không giải quyết được vấn đề cách tốt nhất là thoát khỏi sự kiểm soát của hắn thật sự tự mình quyết định bây giờ năng suất của nhà máy của em đã hồi phục rồi chẳng cần gì đến việc lưu đại tráng chỉ tay năm ngón những thứ em tự sản xuất tự mình tìm đầu ra tự kiếm tiền của mình chẳng phải tốt hơn sao ham ôm bây giờ tôi cũng hiểu một ít kỹ thuật hơn nữa cũng biết canh nhập và bán của bông vài sản xuất ra sao có thể không có thị trường riêng anh nói rất đúng bây giờ tôi hoàn toàn có khả năng tự làm thị trường không cần nghe chỉ huy của lưu đại tráng đúng rồi tinh thần em có suy nghĩ như vậy tôi thật sự cảm thấy vui mừng cho em nếu em cần bất cứ sự giúp đỡ nào cứ đến tìm tôi có câu này của anh Tôi rất cảm M kích. Nào, chúng ta bê. cũng ly trở lại nhà máy. Trương Tư Viễn đã đặt mua một lần 50.000 đồng vải, đồng thời còn có vải nhuộm. Sáng hôm sau, tôi bảo Lâm Vĩnh Thắng của đội vận chuyển đi lấy vải, chuẩn bị chính thức sản xuất váy ôm sát. Bên này tôi đang cùng với Lâm Thanh Tuyết và mọi người phân phối dây chuyền sản xuất thì nhận được điện thoại của Lâm Vĩnh Thắng. Ông chủ, bên nhà máy dệt nói rằng tất cả vải đều đã bán hết rồi, không lấy được à? Tôi lập tức cúp điện thoại, rồi gọi cho Vương Tinh Thần. Tuy nhiên không ai bắt máy. Tôi lập tức bỏ công việc đang làm, đích thân đến nhà máy dệt. Đầu tiên nhìn qua kho hàng, của nhiên nhiều vải đã bị bán đi và đều bán hết vải tốt. Lần này tôi thật sự tức giận rồi, tôi trực tiếp đến văn phòng của Vương Tinh Trần. Sao cô có thể không nói một lời mà đã bán vải đi? Hiện tại tôi đang chờ vải để sản xuất quần áo. Cô có biết không? Làm như vậy sẽ gây tổn thất lớn cho tôi biết bao. Tuy nhiên, Vương Tinh Trần lại không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng. Chất liệu này do tôi sản xuất, bán hay không là do tôi quyết định. Anh đừng quên thân phận của mình, anh chỉ là một cổ đông của nhà máy dệt mà thôi. Anh không có quyền đối với quyết định của tôi. Chủ nhà máy này chỉ trò chỉ đạo hơn nữa từ bây giờ Tôi cũng không muốn hợp tác với anh nữa. Tôi sẽ tự phát triển và quản lý nhà máy dệt của mình. Tài sinh trở về thập niên 80, tôi dựa vào ký ức kiếp trước để thiết kế ra vải ôm hông, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng Vương Tinh Thần lại đâm sau lưng tôi bán hết toàn bộ vải sản xuất. Vương Tinh Thần, sao cô có thể không nói lời nào mà đem vải bán hết vậy? Bây giờ tôi đang chờ vải để sản xuất quần áo. Cô có biết không, làm như vậy sẽ gây tổn thất cho tôi lớn thế nào chứ? Nguyên liệu là do tôi sản xuất, bán hay không là do tôi quyết định. Đừng quên thân phận của anh, anh chỉ là cổ đông của nhà máy dệt mà thôi. Anh không có quyền chỉ trích quyết định của tôi. Ông chủ ở đây, chỉ trò này nọ. Hơn nữa từ giờ trở đi, tôi cũng không muốn hợp tác với anh nữa. Tôi sẽ tự phát triển và quản lý nhà máy dệt của mình. Những lời này làm tôi tức đến mức sau gáy cũng tê dại. Tuy nhiên, tôi nghĩ lại liền đoán ra, bản thân Vương Tinh Trần không thể có suy nghĩ này. Chắc chắn có người đứng sau hiến kế. Chia rẽ ly giám. Tinh Trần, cô có biết mình đang làm gì không? Cô đã bình tĩnh suy nghĩ chưa? Cô làm thế này có phải bị người khác lợi dụng không? Vương Tinh Thần, người đã bị trương tư viễn tẩy não từ lâu, nghĩ rằng tất cả các quyết định của mình đều đúng. Người duy nhất lợi dụng tôi chính là anh. Lưu Đại Tráng, bây giờ tôi không muốn bị anh lợi dụng nữa tôi càng không thể nhìn xưởng dệt của gia đình mình rơi vào tay của anh đừng nói gì nữa tôi cũng không muốn nghe xin hãy rời đi tôi chỉ có thể lắc đầu bất lực vốn định cứu vương tinh trần một mạng nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng số phận của một số người là đã định sẵn tôi không phải là thánh nhân chỉ là một thương nhân mà thôi bây giờ hãy làm những gì một thương nhân nên làm đi theo thỏa thuận cổ phần chúng ta đã ký lúc đó sau đó tôi sẽ đánh giá nhà máy vốn đầu tư của tôi vào nhà máy dệt là của tôi phải lấy hết về và cô còn phải bồi thường tiền sáu phạm hợp đồng vương tinh trần chỉ sững sơ cô ấy chỉ muốn tôi rời đi không ngờ lại có nhiều điều kiện như vậy cô ấy lập tức đưa ra thỏa thuận cổ phần đã ký lúc đó trong điều khoản phía sau thực sự có viết nếu đơn phương sáu phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường gấp năm lần giá trị thực tế của cổ phần Lưu Đại Tráng anh luôn nghĩ đến việc cướp đi nhà máy dệt của tôi, có đúng không? Con tôi chỉ lạnh lùng nhìn vương tinh thần. Dù chỉ cách nhau một chiếc bàn làm việc chưa đến một mét, nhưng bỗng nhiên cảm thấy xa lạ và xa xôi. Chính cô đã phá hủy nhà máy này. Hừ, vì tôi đã bước ra bước này, thì phải tiếp tục bước tiếp thôi. Trương Tư Viện nói đúng, con người luôn phải trưởng thành. Chẳng bao lâu sau, Lâm Thành Tuyết, Dư Hải Bình và Mạnh Nguyệt Lâm đều đến nhà máy. Mạnh Nguyệt Lâm còn dẫn theo vài người của bộ phận quản lý kinh doanh. Khi những người này đến văn phòng, đều nhìn vương tinh trần với ánh mắt khinh bỉ đặc biệt là lâm thành tuyết lạnh lùng lường cô ta một cái vương tinh trần cô làm như vậy có xứng với lưu đại tráng không người như cô không đáng để người khác thương hại nếu không có đại tráng nhà máy dệt của cô đã sớm đóng cửa rồi bây giờ con nghĩ là mình đã đủ lông đủ cánh rồi nói thật với cô so với đại tráng con còn kém xa còn vương tinh trần chỉ cắn răng không nói một lời cô ấy chỉ muốn những người này rời đi ngay lập tức không muốn nghe thêm sự tức giận và mắng nhiếc của họ đừng nói những điều đó nữa chúng tôi đến để đánh giá doanh nghiệp Người của bộ quản lý thương mại đều đến rồi. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé. Mọi người lập tức bắt đầu đánh giá thiết bị của nhà máy dệt, nguyên liệu tồn kho, nhân viên tài chính, cũng như vốn đầu tư của tôi. Năm ơn năm, dưới sự chứng kiến của người từ bộ quản lý thương mại, bắt đầu đánh giá toàn diện. Đồng thời tại nhà Vương Hà Đông, Trương Từ Viễn Tự Đắc mặt đầy tự tin nói, cái cô vương tinh thần đó căn bản không có trí thông minh, nói vài câu thôi đã bị tôi lừa không biết đông tây nam bắc rồi. Tổng giám đốc vương từ viễn lần này làm rất tốt, chúng ta không chỉ cắt đứt nguồn cung cấp vải của lưu đại tráng, mà bây giờ lưu đại tráng đang tìm người đánh giá, nhà máy diệt sắp rút vốn rồi, chiêu này của ngài thật là tuyệt, tôi thật sự không phục. Ha ha ha, lưu đại tráng cũng được, vương tinh thần cũng thế, họ đều còn quá non nớt, chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn, họ sẽ không thể chống đỡ nổi. Tôi cứ nghĩ lưu đại tráng có tài cán gì. Kết quả cũng chỉ như thế thôi Vẫn là mưu lược của vương tổng tốt Nắm chặt cả lưu đại tráng và vương tinh thần trong tay Muốn điều khiển sao thì điều khiển vậy Nhanh chóng nhà máy dệt sẽ thuộc về ông vương Đến lúc đó tôi hy vọng ông vương có thể giúp đỡ nhiều hơn Kế hoạch sau này vẫn cần ông theo dõi Lần này lưu đại tráng rút khỏi nhà máy dệt Vốn của vương tinh thần chắc chắn không đủ Cần bao nhiêu tiền thì cho cô ta bấy nhiêu tiền Với trí thông minh của cô ta Bao nhiêu tiền cũng sẽ mất hết Đến lúc đó nhà máy dệt sẽ là của tôi Lúc này đây Đánh giá trong nhà máy dệt đã hoàn thành Nguyên liệu vải bao gồm vốn tài chính và 50.000 tệ hôm qua đều là của tôi. Tất cả những thứ này tôi phải mang đi. Và giá trị đánh giá tổng thể của nhà máy dệt là 2,7 triệu nhân dân tệ, bao gồm cả thiết bị máy móc, diện tích đất, nhà xưởng, năm ở năm. Trước đây tôi đã đầu tư vào nhà máy, bao gồm tiền lương, chi phí hàng ngày và thuế, 50 năm, tổng cộng là 350,0. Vì là vương tinh thần đơn phương phá vỡ hợp đồng, nếu tính theo năm lần tiền phạt 6 phạm hợp đồng thì là 1 triệu 750 nghìn. Ngoài ra, ký kết hợp đồng và đăng ký cổ phần là ông Lưu Đại Tráng sở hữu 20% cổ phần của nhà máy dệt, tức là 500 40 000 tổng cổ phần thực tế là 2 triệu 290.000. Vương tinh thần sững sở ngay tại chỗ, sao lại nhiều thế? 2 triệu 290.000, tôi cứ nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là mấy chục nghìn thôi. Toàn bộ giá trị của nhà máy chỉ có 2,7 triệu thôi. Còn có công nghệ nhựa mà Lưu Đại Tráng cung cấp cho cô, được bảo hộ quyền sáng chế. Cô và nhà máy Z của cô không được tiếp tục sử dụng công nghệ này, càng không được chuyển nhượng hoặc sử dụng công nghệ này qua người khác. Bộ quản lý kinh doanh lập tức đưa báo cáo đánh giá cho tôi và Vương Tinh Trần đã xem qua. Tôi đã không chút do dự ký tên. Nhưng Vương Tinh Trần lại do dự, bây giờ tôi hoàn toàn không thể lấy ra 2 triệu 290 ngàn. Hừ nếu cô không thể lấy ra, thì chúng tôi sẽ lấy hết thiết bị của nhà máy đi. Thực ra tôi cũng không muốn ép người quá đáng. Lúc ký thỏa thuận ban đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Tinh Thần sẽ phản bội tôi. Nhưng bây giờ, tôi phải xuất phát từ góc độ thực tế, xem xét một loạt các vấn đề. Nguyên liệu của nhà máy may không thể bị gián đoạn. Giá trị đánh giá của các thiết bị bên thành tuyết là bao nhiêu? Là 1 triệu 570 nghìn tệ. Vậy thì mang toàn bộ thiết bị dệt đi hết. Còn lại 720.000, giọng tôi ngập ngừng. Thực sự tôi không muốn tận diệt. Nghĩ về lần rút vốn này, tổn hại đối với Vương Tinh Trần gần như chí mạng. Hãy cho cô ta cơ hội 720.000 đó bỏ qua đi. Thế nhưng Vương Tinh Trần chẳng hề cảm kích. Ngược lại còn đầy khinh thường và cười lạnh. Anh đừng nghĩ tôi sẽ cảm ơn anh. Cũng đừng nghĩ rằng nhà máy của tôi rời khỏi anh thì không được. Tôi đã có thể đưa ra quyết định này. Thì đã tính toán đến những điều này rồi. Những máy móc đó anh cứ việc mang đi. Đưa cho anh đấy tôi không cần nữa. Tôi nhất định sẽ làm cho nhà máy diệt này trở thành nhà máy diệt lớn nhất ở Huệ Thị. Tôi chỉ biết cười bất lực. Cô ấy xem kinh doanh quá đơn giản quá dễ dàng. Cô nên bình tĩnh lại. Xem lại ngành công nghiệp gia đình mà ông nội cô đã vất vả tạo dựng, đã bị cô làm cho tàn tạ. Tôi tuy không biết ai đã nói gì với cô, nhưng cô tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, làm như vậy anh ta sẽ được gì. Cô cũng nên nhớ điều này, tôi vẫn sẽ cho cô một cơ hội. Hy vọng cô biết trân trọng. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Quay về xưởng may, tôi sẽ lập tức bảo chịu niên thuận. Điều tất cả công nhân tập trung lại, để toàn lực xây dựng nhà máy dệt. Vải hiện có chỉ đủ dùng trong vài ngày, trước khi hết vải nhất định phải làm cho tất cả thiết bị dệt hoạt động trở lại mới được ở vương tinh thần nhìn vào nhà xưởng trống rỗng lòng cũng trống rỗng đúng lúc này tất cả công nhân đều chặn ở cửa nhà xưởng là hết ông sòm vương tinh thần cô muốn làm gì chúng tôi không quan tâm bây giờ máy móc của cô đều bị lấy đi chúng tôi cũng không làm nữa cô trả lương cho chúng tôi đi không trả lương chắc chắn không được cổ đông tốt như vậy bị cô đuổi đi cô đúng là đồ phá hoại trả lương cho chúng tôi nếu không chúng tôi lấy hết đồ sẽ phá tan nhà máy của cô sự giận dữ của công nhân đè nặng đến mức trái tim vương tinh trần như muốn vỡ ra cô vội vàng trấn an cảm xúc của mọi người bây giờ nhà máy đang gặp khó khăn nhưng rất nhanh chúng ta sẽ vượt qua được tôi chắc chắn sẽ trả lương cho các bạn xin mọi người nhất định phải tin tôi tin cô ngay cả đối tác cô còn có thể phản bội mà mới tin lời mày Loại người như cô là kẻ qua cầu rút ván, giết lừa khi xong việc. Bọn tôi sớm thấy rõ bộ mặt của cô rồi, nói gì cũng vô ích, không trả lương là không được. Từng câu từng chữ đều chạm vào nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng Vương Tinh Trần. Nhìn thấy tâm trạng của công nhân ngày càng kích động, Vương Tinh Trần chỉ có thể đồng ý mọi người bình tĩnh lại. Ngày mai tôi sẽ phát lương cho các anh. Như vậy được chưa? nhưng không ai tin lời cô ấy công nhân thà chờ phát lương trong nhà máy cũng không rời đi vương tinh thần chỉ có thể gọi điện cho trương tư viễn nhờ anh ấy giúp đỡ tinh thần anh thật sự rất ngưỡng mộ sự kiên định của em nói là làm bây giờ mặc dù có khó khăn nhưng điều này không có gì cả anh luôn ở bên cạnh em ngày mai anh sẽ mang tiền qua giúp em vượt qua khó khăn tôi tin rằng dù không có lưu đại tráng em cũng sẽ mạnh mẽ lên <laughs> trong lòng tinh thần đặc biệt cảm động nước mắt lưng chồng nói rằng cảm ơn anh tư viễn may mà có anh bên cạnh ủng hộ em nếu không em cũng không biết phải làm sao đừng nói như vậy em gặp khó khăn thì anh nên giúp đỡ em thôi đừng nghĩ nhiều nữa nghỉ ngơi cho tốt nghỉ ngơi xong tối nay lại là một ngày nắng đẹp cảm ơn anh tư viễn tái sinh trở về thập niên 80. Tôi đến làng Kim Gia, chuẩn bị thầu 20 làm mẫu đất hoang. Vì theo ký ức kiếp trước của tôi, dưới ngọn núi hoang này có 27 triệu tấn than đá. Và đây chính là cơ hội phát tài của tôi. Sau đó tôi mua hai bao thuốc và hai chai rượu mau đài. Rồi trực tiếp đến nhà trưởng thôn, trực tiếp gặp trưởng thôn Kim Đức Thuận ở thôn Kim Gia. Anh tìm ai? Ông chính là trưởng thôn Kim phải không? Tôi đến từ thành phố, tôi tên là Lưu Đại Tráng, muốn thầu mấy ngọn núi, là một khu kinh tế, lần đầu gặp mặt, một chút tấm lòng để tỏ lòng kính trọng. Thấy tôi còn sách đồ, Kim Đức thuận tiện mời tôi vào nhà. Đã đến rồi, còn mang theo nhiều đồ như vậy. Anh định bao chọn ngọn núi để làm gì? Núi ít hết rừng. Nếu anh muốn bao thì cũng được. Xung quanh thôn nhà họ Kim có nhiều ngọn núi lắm. Hướng về phía nam kéo dài hơn 20 dặm đều là núi. Người xưa đều nói núi nuôi dưỡng người, nhưng bây giờ những ngọn núi này đều là núi hoang. Ngay cả cây cối cũng không có nhiều. Nếu anh làm kênh kinh tế thì có thể được, nhưng nếu anh thuê cả ngọn núi thì không thể chọn bừa. Nếu muốn nhận thầu thì phải nhận hết chứ. Kim Đức thuận đang tính toán rất kỹ trong lòng, nhưng đúng như tôi mong muốn, cho đến đây chính là để nhận thấu tất cả những ngọn núi này, mỏ than đó nằm giữa những ngọn núi, trải dài hơn 10 dặm, nhưng tôi không để lộ niềm vui ra mặt. Nếu giá cả hợp lý, cháu có thể cân nhắc bao hết. Ngọn đồi hoang trong phạm 625 dặm, giá một năm là 500 tệ, phải thuê ít nhất 10 năm. Anh thấy giá này được không? Giờ tôi dẫn anh đi xem, nếu không được thì ta khỏi cần bàn nữa. Ông già rất dứt khoát, nhưng giá ông ấy đưa ra thực sự hơi cao, nhưng tôi sẽ không lãng phí thời gian vì một chút tiền lẻ đó. 100 tệ thì hơi cao, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Chúng ta cứ đi xem cái đồi trước đã. Đức Thuận cũng không lề mề, lập tức dẫn tôi vào núi rồi. Bố, bố lại đi đâu nữa thế? Chuyện lần trước bảo dì Lưu giới thiệu đối tượng cho con. Sao rồi? Dì Lưu vẫn chưa trả lời con à? Sao mà vội thế? Có cần vội không? Con đã hơn 30 rồi mà vẫn còn độc thân. Mọi người cười con không tìm được vợ. Trưởng thôn Kim, người trẻ yêu nhau thì cần gì giới thiệu? Công nhân trong xưởng chúng tôi đều tìm bạn qua FIP này. Các cô gái ở đây điều kiện rất tốt, tính cách phẩm chất không có gì để chê. Ô cái gì để tôi xem? chính là mấy cô đẹp trên đây đều là thật lòng tìm người kết hôn sống chung xinh đẹp đảm đang cậu thích kiểu nào cũng có điều này đáng tin không tôi sợ là lừa gạt đấy sợ gì chứ mấy cô gái trong ảnh này đều đã được xác thực người thật cậu muốn xem gì cũng có dung mạo công việc gia đình đều có thể nhìn rõ ràng thích ai thì có thể trực tiếp gọi video nói chuyện đại tràng có điều chưa biết con trai tôi đến giờ còn độc thân chính vì nó không chủ động cũng không biết dỗ dành con gái trưởng thôn cứ yên tâm các cô gái xinh đẹp trên đây đều rất nhiệt tình phóng khoáng đều là những người chủ động theo đuổi không hề do dự chút nào xem này tôi vừa ăn la đã có nhiều người tranh nhau chào hỏi con trai ông điều kiện tốt như vậy chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi đẹp trai quá nhỉ tôi nói người anh em đừng đứng ngẩn ra nữa nhanh tay nhấn vào liên kết góc dưới bên trái để xem tiếp theo đều là người địa phương của mình tìm bạn gái dễ như trở bàn tay nhanh lên nào thằng nhóc nhanh tay đi chuẩn bị cưới vợ đi tiếp theo tôi và kim đức thuận liền đến ngọn núi gần đó trong ký ức kiếp trước của tôi tôi chỉ là một người dân làng ở nơi gọi là ngoặt khẩu ảo phía trước phát hiện ra một mỏ than và ngoặt khẩu ao đó nằm ngay sau vài ngọn núi này không tệ rất tốt cháu rất hài lòng chúng ta có thể về rồi kim đức thuận vẫn tò mò sao tôi chỉ nhìn mỗi một ngọn núi nhưng ông ấy cũng không hỏi gì chỉ dẫn tôi xuống núi trở về nhà của kim đức thuận tôi lập tức lấy ra 25 mươi không tệ đặt trước mặt ông ấy chú kim cháu rất hài lòng thì cứ ký hợp đồng 50 năm trước đi sao lại không được không vấn đề gì kim đức thuận nhìn thấy mấy sắp tiền ông ta nuốt nước miếng liên tục làng kim ra có hơn 100 hộ dân đó là thu nhập của vài năm tôi lập tức đưa hợp đồng đã viết sẵn cho ông ta ông ta xem qua một lượt xác định không có vấn đề gì ông ta lập tức ký tên từ bây giờ cho đến 50 năm sau, những ngọn đồi đó đều là của cháu, trong hợp đồng đã nói rõ, trong 50 năm, mọi cỏ cây trên ngọn đồi đó, dù trên mặt đất hay dưới lòng đất, đều là của anh rồi. Kim Đức Thuận chỉ nghĩ đến việc chia tiền, làm sao có thể nghĩ đến chuyện khác khi tôi trở về nhà máy may. Tôi thấy có rất nhiều người đứng trước cổng, tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người. Nhưng bây giờ ông chủ chưa về, tôi cũng không quyết định được. Mọi người về trước đi, đợi ông chủ quyết định, tôi sẽ thông báo lại với mọi người sau. Dù sao chúng tôi chỉ muốn theo ông chủ Lưu thôi, không muốn theo Vương Tinh Thần nữa. Cái nhà máy diệt đó bị cô ta làm cho sớm muộn cũng đóng cửa. Chúng tôi ai cũng có gia đình cả, chỉ trông cậy vào công việc này để nuôi sống gia đình. Anh nói với ông chủ Lưu xem, nếu ông ấy có tuyển công nhân thì nhất định phải nghĩ đến chúng tôi trước chứ. Lúc đó tôi liền hiểu ngay. Thì ra họ đều là công nhân của nhà máy dệt tinh thần Vào làm là có thể bắt tay vào việc ngay Đi đâu mà tìm được công nhân như thế này chứ Không cần suy nghĩ nữa Tôi nhận hết cả anh chị Ồ, oh, là ông chủ lưu Hàng trăm công nhân lập tức vây quanh Trên mặt họ đầy vẻ mong đợi Mọi người đừng lo lắng Mặc dù bây giờ tôi không hợp tác với Vương Tinh Thần nữa Nhưng các bạn mãi mãi là công nhân của tôi Tôi quyết định tiếp tục thuê các bạn Nhưng hiện tại nhà máy cần xây dựng Có thể cần vài ngày mới có thể đi làm bình thường Bây giờ chỉ có thể để một phần nhân viên đi làm, nhưng các nhân viên khác vẫn được tính lương như bình thường. Đợi khu nhà máy xây xong, mọi người sẽ trở lại làm việc. Vừa rất lời, cả đám đông phấn khích vỗ tay rầm rộ. Sau đó tôi về nhà và thấy Dương Văn Tình đang nghỉ ngơi. Vợ yêu, anh về rồi đây. Nghe nói bên nhà máy dệt xảy ra chuyện rồi. Vương Tinh Trần rốt cũng nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy không biết đấy là hố lửa sao mà vẫn muốn nhảy vào? Nói cho cùng thì cô ấy quá ngây thơ, nên càng khó để kinh doanh. Ai sẽ lợi dụng cô ấy đây? Nếu anh đoán không sai, chắc là chú của cô ấy, Vương Hà Đông. Chỉ có ông ấy hiểu rõ Vương Tinh Trần nhất. Nghe tôi nói xong, Dương Văn Tình cũng không dễ chịu gì. Vì lợi ích, một gia đình lại tự tàn sát lẫn nhau. Sau đó, tôi đưa hợp đồng thuê đất cho Dương Văn Tình. Giữ cẩn thận cái này nhé. Anh bỏ ra 25 vẩy không tệ để thuê cả đống núi hoang này. Anh định làm gì vậy? Chính vì núi hoang nên mới dễ lấy đá. Đá trên núi có thể dùng để làm nền móng xây dựng, còn có thể dùng để sản xuất gạch. Đều là những thứ tốt cả. Bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho cô ấy biết chuyện ở mỏ than. Nếu không, chắc chắn sẽ làm Dương Văn Tỉnh sợ hãi. Hiện giờ đơn hàng của nhà máy may đại tráng ngày càng nhiều. Bên Thành Tuyết đã thống kê lại, chỉ riêng thành phố Huệ của chúng ta đã đặt hàng 30.000 bộ đồng phục, 50.000 chiếc quần lửng. Còn có váy ôm không? Hôm nay chỉ trong một buổi chiều đã xuất đi 5.000 cái. Quần áo công nhân và quần lửng thì không có vấn đề gì. Vải cũng đủ, nhưng mà vải cho váy liền thân. Hiện tại chúng ta không còn tí nào yên tâm ngày mai sẽ có anh đã bảo người mang một số máy dệt để tạm ở xưởng cũ rồi tiến hành sản xuất dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ dùng rồi lúc này trong văn phòng khách sạn thời đại dù đại nã đang u ám nhìn chằm chằm vào cấp dưới thịnh dĩ hằng hôm nay tổng giám đốc vương lại lên tiếng nếu còn không xử lý được lưu đại tráng thì tất cả chúng ta đều bị đuổi ông đỗ đừng giận việc lưu đại tráng phát hiện ra kế hoạch của ông hoàn toàn là vì ông quá nóng vội Vậy anh nói tôi phải làm gì? Ông Đỗ, bây giờ ông không thể trực tiếp buộc hắn đóng cửa, nhưng ông có thể làm cho hắn không thể sản xuất. Tôi đề nghị trước tiên tiêu hao vốn của hắn. Dựa theo sự hiểu biết của tôi trong mấy ngày qua, anh ta đang mở rộng nhà máy. Cần một lượng lớn gạch đỏ và 11 măng, chỉ cần anh kiểm soát được một trong hai, thì anh ta sẽ không bao giờ sản xuất được. Sau khi anh ta nhận được đơn hàng lớn, anh lại bán 11 măng này cho anh ta với giá cao, đợi đến khi vốn của anh ta cạn kiệt. Lúc đó anh có thể dùng đơn hàng để ép anh ta. Ồ đô đại gia nghĩ rằng kế hoạch này có thể chấp nhận được. Ta muốn xem thử liệu lưu đại tráng có bao nhiêu tài sản để đấu với ta. Ồ ha ha, còn tôi thì đang tính toán số tiền trong tay, trừ đi các khoản dự toán. Giờ còn tư trăm không để sử dụng, tư trăm nghìn để phát triển mỏ than và các dự án khác là hoàn toàn không đủ. Nhưng tôi không lo lắng về điều này. Trong ký ức kết trước của tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Điều tôi cần nghĩ bây giờ là làm thế nào để nhanh chóng mở rộng nhà máy may và nhà máy dệt. Trong khi đó, nhà máy dệt tinh thần vô cùng vắng vẻ. Vương Tinh Trần nhìn nhà xưởng trống trải trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay Trương Từ Viện đã đưa cho cô ấy 500.000 tiền mặt, nhưng số tiền này còn chưa đủ để mua thiết bị. Vì vậy, cô ấy nghĩ rằng trước tiên sẽ mua vài chiếc máy dệt giá rẻ, sau đó sẽ mua thêm một lô bông vải. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ trước. Nghĩ đến điều này, Vương Tinh Thần lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho chú Mạch Mạch Đề ở xa tại Phạm Thị. Tinh Thần, cháu gọi cho chú, có bất ngờ không? Đại tráng đang làm gì vậy? Lưu đại tráng đi làm việc khác rồi. Cháu gọi điện cho chú là muốn đặt thêm chút bông từ chỗ chú. Chẳng lẽ số bông tôi gửi cho các cậu vẫn chưa đủ? Vương Tinh Trần thấy thực sự không thể giếm được đành phải bất đắc dĩ mà nói chú mạch mạch lưu đại Tráng đã không còn là cổ đông của xưởng dệt của cháu nữa rồi giờ chúng cháu mỗi người tự làm riêng mạch mạch không nói gì anh ta có suy nghĩ riêng lưu đại tráng và cô ta ai làm việc nấy chắc chắn phải có lý do nào đó có mối quan hệ với đại tráng nghĩ đến đây giọng điệu của mạch mạch đột nhiên trở nên lạnh lùng cô vương bông của tôi chỉ giao cho đại tráng sẽ không bán cho người khác đâu đại tráng là bạn tốt của tôi tôi không thể làm chuyện có lỗi với bạn bè được <laughs> Phần trước đã nói, vương tinh thần bị người khác xối dục và phản bội tôi, bán hết tất cả vài vóc, dẫn đến việc sửa may của tôi chịu tổn thất nặng nề. Nhưng chẳng mấy chốc cô ấy đã phải trả giá đắt. Hàm mơ ôm, cô vương, tôi có quan hệ với đại tráng, nhưng với cô vương tinh thần thì không có gì cả. Nên bông của tôi là dành cho đại tráng, không bán cho người khác đâu. Lưu đại tráng là bạn tốt của tôi, tôi không thể làm chuyện có lỗi với bạn bè được. Chú mạch mạch, chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè mà. Hơn nữa, tôi có thể mua bông với giá cao hơn. Không, chúng ta không thể trở thành bạn bè được. Người vì tiền mà bán đứng bạn bè thì không xứng có bạn bạn đâu Tôi sẽ không làm chuyện này đâu, sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi sẽ nói lần cuối với cô, bông của tôi và cả bông của toàn thành phố Phan, chỉ bán cho Đại Tráng thôi. Khi tiếng bận truyền đến từ điện thoại, Vương tinh thần bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên thật khó khăn. Khi còn ở thành phố Phan, Lưu Đại Tráng dễ dàng lấy được bông vải như vậy. Tại sao tôi lại không làm được? Cô ta lại gọi điện cho nhà máy dệt ở miền Nam, muốn mua một số máy dệt, nhưng đối phương trả lời rằng không có máy dư để bán, trừ khi đặt mua 10 bộ máy cùng lúc. Giá mỗi bộ máy là 200 nghìn, 10 nhóm là 2 triệu. Cô ấy hoàn toàn không thể chịu nổi. Khi cúp điện thoại, Vương tinh thần đã khóc, mọi thứ đều quá khó khăn. Cô ấy thậm chí còn hơi hối hận vì đã đuổi tôi ra khỏi nhà máy. Ngay lúc đó, Trương Tư Viễn bước vào, thấy cô ấy mắt đỏ hoe. Trương Tư Viễn giả vờ quan tâm một cách mạnh mẽ và nói, tinh trần, cô sao thế này? Khóc gì vậy? Quá khó khăn. Giờ không có thiết bị, cũng chẳng có bông. Tôi không biết những gì mình làm là đúng hay sai nữa. Bây giờ cô phải kiên cường lên, tuyệt đối không được để Lưu Đại Trắng cười vào mặt cô được. Và tôi cũng có một tin tốt cho cô, có một đại gia muốn đầu tư vào ngành dệt may. Tôi có thể giới thiệu ông ấy cho cô. Đến lúc đó cô có vốn là có thể trở lại mạnh mẽ. Không có yêu cầu gì khác. Vừa nghe thấy đầu tư, vương tinh thần lại nghĩ tới cổ phần, lập tức cao mày lại. Điều này có gì khác với việc tôi góp vốn? Góp vốn vào nhà máy dệt chẳng phải cũng trở thành cổ đông của nhà máy dệt sao? Cô nói đúng, người ta đã đầu tư, tự nhiên trở thành cổ đông của nhà máy dệt. Nhưng anh ta không giống với Lưu Đại Tráng, anh ấy sẽ không trực tiếp tham gia quản lý nhà máy. Vẫn là do chính cô quyết định, mặc dù Vương Tinh Trần đơn thuần, nhưng cô ấy không hề ngốc. Tôi rất rõ ràng, khả năng quản lý của mình thật sự không đủ. Hơn nữa bây giờ có tiền cũng không thể tiêu được, không mua được bông, thiết bị tốt đến mấy cũng vô Hơn nữa, tôi đổi Lưu Đại Tráng đi, chẳng phải là để tránh cổ đông sao? Giờ Trương Tư Viễn lại giới thiệu cổ đông cho tôi, chẳng lẽ đúng như Lưu Đại Tráng nói, tôi đang bị Trương Từ Viễn lợi dụng sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Tinh Thần cũng bắt đầu lóe lên sự nghi ngờ. Trương Từ Viễn, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cổ đông nào. Đây là nhà máy mà cha tôi để lại cho tôi, tuyệt đối sẽ không để người khác tham gia. Xin lỗi, tôi mệt rồi. Anh về trước đi. Tuy nhiên, Trương Từ Viễn lại nhíu mày. Bây giờ cô còn lựa chọn nào khác không? Tôi làm vậy cũng là vì tốt cho cô thôi. Chẳng lẽ cô muốn tận mắt nhìn thấy nhà máy diệt đóng cửa sao? Hả? Lúc đầu tôi đã nghe lời anh mới thành ra thế này. Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì. Cô ra ngoài ngay. Tôi không muốn thấy anh nữa. Đã đến nước này rồi. Trương Tư Viễn cũng cười lạnh lùng và nói. Được, được, cô giỏi lắm. Tôi sẽ xem nhà máy của cô phá sản như thế nào. Nói xong câu này, Trương Tư Viễn liền đập cửa bỏ đi. Vương tinh thần không thể nhịn được nữa. Bật khóc nức nở. Nhưng cùng lúc đó, tôi lại cười. Tôi cười vì nhận được cuộc gọi từ chú Mạch Mạch. Đại tráng, tôi nhất quyết sẽ không hợp tác với người bán đứng bạn bè. Ngoài ra, sản lượng bông của chúng ta cũng đang tăng lên. Mỗi tuần có thể đạt 20 tấn, giá có thể giảm xuống còn 2,5 đồng một cân. Về giá cả tôi không cần nhắc, số lượng mới là điều khiến tôi vui nhất. Tương lai tôi cần một lượng lớn bông, lông cừu và lông lạc đà. Có được nguồn cung này, sản lượng của nhà máy tôi cũng sẽ tăng. Chú mạch mạch, cháu sẽ trả chủ giá 2 đồng 8 một cân. Khoản chênh lệch đó hãy để cho chú anh Phan Đề, tin rằng sẽ có thêm nhiều người đau khổ được giúp đỡ. Mạch mạch cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng. Anh em của tôi, tôi thay mặt chú anh Phan Đề cảm ơn lòng nhân từ của cậu. Mỗi người được giúp đỡ, đều sẽ ghi nhớ lòng tốt của cậu sáng hôm sau chỉ mới ngủ được vài giờ triệu niên thuận đã bị công nhân gấp gáp gọi dậy anh thuận hiện tại toàn thành phố huệ đều không mua được mười mốt măng mắt đang lim dim của triệu niên thuận chợt mở to bây giờ là thời điểm then chốt của công trình không có mười mốt măng sao mà được anh ấy thậm chí còn chưa rửa mặt đã ngay lập tức đến nhà máy mười mốt măng hỏi trước sau một hồi thì ra tất cả mười mốt măng đã bị một ông chủ tên là đỗ đại nã bao chọn bây giờ không còn một bào mười mốt măng nào cả anh ấy vội vã trở lại nhà máy may và báo tin này cho tôi không có gì gớm cả anh cứ đi nghỉ trước đi để tôi giải quyết cho triệu niên thuận trong lòng lo lắng đến phát hỏa nhưng thấy tôi thoải mái như vậy trong lòng anh ấy lại thêm vài phần kính phục tôi đúng lúc này đỗ đại nã đích thân đến nhà máy may ông ta muốn gặp trực tiếp tôi người có thể khiến tôi phải ra mặt thật sự không nhiều tôi muốn xem thử tên thợ may hôi hám này rốt cuộc có tài cán gì ông chủ lưu từ một kẻ lêu lồng không việc làm trở thành ông chủ xưởng may thật sự là điều khó tin nhưng có thể trụ vướng hay không thì lại là chuyện khác Hư, ông Đỗ, ông có thể nói điều gì mà người bình thường nói được không? Tôi hơi khó hiểu cách diễn đạt của ông. Hư, hiểu hay không không quan trọng. Tôi đến đây là để nói với cậu. Bây giờ toàn bộ 11 măng của thành phố Huệ đang nằm trong tay tôi. Tôi có thể bán cho cậu. Mỗi bao 16 tệ. Hư, giá gốc của 11 măng là 8 đồng. Bây giờ bán 16 đồng. Đây là sự độc quyền tư bản sơ khai. Đều là trò chơi kiếp trước của tôi. Xin lỗi. Bây giờ tôi không thiếu mươi mốt măng, không cần mua đâu. Lưu Đại Tràng, anh còn muốn tỏ vẻ không? Nhà máy của anh mở rộng khắp nơi đều cần mươi mốt măng. Nếu không tôi đã không đến làm ăn với anh rồi. Ừ tôi thật sự thiếu mươi mốt măng. Tôi sẽ hỏi anh mua thêm. Nụ cười trên mặt Đỗ đại na dần, dần dần biến mất. Được thôi nhưng tôi phải nhắc nhở cậu. Hôm nay không mua, tương lai sẽ mỗi ngày một giá đấy. Tôi xem cậu có thể kiên trì đến khi nào. Nói xong, Đỗ đại na đột một đứng dậy rời khỏi nhà máy. Tiếp đó, tôi gọi triệu niên thuận và lâm vĩnh thắng của đội vận chuyển vào văn phòng. Lão triệu, thầy lâm, bây giờ hai người cầm tiền cùng đội vận chuyển đến thành phố đan gần thành phố huệ nhất mua năm mươi nghìn bao mười mốt măng hai người không nói gì thêm rồi lấy hai mươi chiếc xe tải hạng nặng đến thành phố đan bên cạnh mua mười mốt măng chẳng bao lâu sau đã trở về năm mươi nghìn bao mười mốt măng vừa về đến nơi triệu niên thuận đã vui mừng tìm tôi ông chủ lưu lần này nhà máy mười mốt măng ở thành phố đan thật sự rất quan tâm chúng ta biết chúng ta đến từ thành phố huệ mỗi bao mười mốt măng đã giảm cho chúng ta năm hào thật ra, à, vậy thì phải cảm ơn họ đã chiều cố lần tôi đến đó chú mang vài cây thuốc ngon đến cho người phụ trách bán hàng bây giờ chú cho người tung tin ra. Chúng ta bắt đầu bán 11 măng từ bây giờ. Giá mỗi bao là 13 đồng. Vâng, ông chủ. Anh đang làm gì vậy? Kiếm tiền thôi. Bây giờ 11 măng đu tờ bán 16 tệ một bao. Tôi bán 13 tệ rẻ hơn của họ chẳng phải tốt hơn sao nhưng nói thế triệu niên thuận vẫn không hiểu ý tôi thực ra bán 13 tệ tôi chỉ đủ vốn thôi mỗi bao 11 măng cơ bản là không có lãi hơn nữa tôi cũng không muốn kiếm tiền từ việc này tôi chỉ muốn làm rối loạn thị trường 11 măng thị trường càng loạn thì tôi càng có lợi khi tin tức được tung ra 50.000 bao 11 măng chỉ trong buổi sáng đã bán được 40.000 bao tên gì đó đỗ đại na chính là kẻ đang làm rối loạn thị trường 16 đồng một bao anh ta kiếm tiền là để mua giấy vàng mã cho cả gia đình con trai tôi lấy vợ đang chờ số 11 măng này để xây nhà nếu không nhờ ông chủ lữ thì ngày cưới của con trai tôi đã phải hoãn lại rồi Phải cảm ơn ông chủ lưu thật nhiều Ông chủ lưu, sau này chúng tôi sẽ chỉ mua 11 măng nhà ông thôi Người khác có rẻ hơn tôi cũng không nể mặt đâu Nếu đại ca đậu cứ làm thế Thì chúng ta đều thấy khó chịu Tôi bán một bao 13 đồng cũng là bất đắc dĩ Hy vọng 11 măng của đại ca đậu nhanh chóng giảm giá Xì măng ở đây bán rất chạy nhưng bên đại ca đỗ thì lại không ngồi yên được ông ta thực sự không hiểu tôi lấy mười mốt măng từ đâu ngay lúc đó thịnh dĩ hàng đầy mồ hôi trở về tổng giám đốc đỗ tôi đã hỏi rõ rồi lưu đại tráng là mười mốt măng mua từ nhà máy mười mốt măng ở đan thị lưu đại tráng này ở đan thị cũng có chút thủ đoạn mua mười mốt măng từ đan thị để cạnh tranh với tôi anh ta không biết nước xa không cứu được lửa gần sao anh ta bán ba đầu một bao tính ra thì hoàn toàn không có lợi nhuận hắn rõ ràng muốn thử thách khả năng của anh muốn đối đầu với anh vậy thì tốt thôi để xem hắn có thể chịu được bao lâu tôi không tin là tiền của hắn đều do gió thổi đến ua ha hơ <laughs> Thoáng chốc đã sang ngày thứ hai, năm nghìn bao mười mốt măng lại được chuyển đến công trường. Ở khắp nơi đều có máy kéo chở mười mốt măng, và người bán mười mốt măng. Tôi đến trước mọi người, và nói với vẻ bất lực, mọi người đừng vội, nghe tôi nói, hôm nay giá 11 măng đã lên 14 đồng rồi, hiện tại 11 măng ở chợ rất khan hiếm, khắp nơi đều có người cần 11 măng, ngay cả bên ông Đô đã tăng lên 20 đồng rồi, chi phí của tôi cũng bắt đầu tăng, nếu mọi người có thể chấp nhận thì mua đi. Mặc dù trong lòng không muốn chấp nhận giá này Nhưng so với 20 đồng của ông Đỗ Thì giá này vẫn chấp nhận được Tôi để lại 1.311 măng cho công trình của mình 4 bao còn lại cũng nhanh chóng bán hết Chỉ trong 2 ngày đã kiếm được 12.000 tệ Và 5.000 bao tiếp theo Tôi trực tiếp tăng giá lên 16 tệ Vẫn bán hết toàn bộ sau khi Đỗ Đại Nã biết chuyện, tức đến mức đập bàn, ông ta mua 10 mốt măng với giá cao 16 tệ, tính toán làm tôi cạn kiệt vốn, đồng thời còn kiếm thêm một khoản tiền phụ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, 20 vạn bao 10 mốt măng tồn kho, bao gồm 8 nghìn bao 10 mốt măng mà nhà máy sản xuất mỗi ngày, ông ta đều đã đặt trước. Bây giờ, ông ấy phải bỏ ra rất nhiều tiền mỗi ngày để mua 10 mốt măng. Ngoài công trường của Vương Cường đang sử dụng, cả túi còn lại không bán được. Ngược lại tôi, cùng giá 16 đồng, nhưng tôi lại bán được bao nhiêu cũng hết. Nghĩ cả buổi, hóa ra Đỗ đại gia lại dùng tiền và danh tiếng của mình giúp tôi kiếm tiền. Rốt cuộc là vì sao? Đừng giận mà, anh Đỗ. Hiện tại đúng là cơ hội cho chúng ta. Hắn bán với giá 16 đồng, nhưng chi phí đã gần 13 đồng rồi. Chúng ta lập tức hạ giá 11 măng, xuống dưới 13 đồng để bán. Như vậy 11 măng của hắn sẽ không thể bán được nữa. Số 11 măng mà hắn mua vào sẽ chỉ mục nát trong tay thôi. Bây giờ Đỗ Đại Na đang rất tức giận. Làm sao mà nghĩ được nhiều như vậy? Được, vậy thì 10 đồng một túi. Không được thì 8 đồng. Tôi muốn xem hắn, Lưu Đại tràng phải tán ra bại sản. Sau khi tái sinh, tôi khởi nghiệp mở nhà máy. Nhưng Dư Đại Na lại thiết kế độc chiếm toàn bộ 11 măng. Nhưng tôi chỉ dùng một chiêu, khiến cho 1,75 triệu tấn 11 măng của hắn đều hỏng hết trong kho. Rốt cuộc là vì sao? Tại sao tôi bán 16 đồng mà không bán được một bao? Ngược lại, Lưu Đại tràng bán 16 đồng, thì có bao nhiêu bán bấy nhiêu? Anh Đỗ, anh đừng giận. Bây giờ chính là cơ hội cho chúng ta. Hắn bán 16 tệ, nhưng chi phí đã gần 13 tệ. Chúng ta ngay lập tức bán 11 măng của mình, với giá thấp hơn 13 tệ. Như vậy sẽ không ai mua 10 mốt măng của hắn nữa. Số 10 mốt măng hắn đã nhập về với số lượng lớn. Vẫn sẽ thối giữa trong tay. Được rồi, vậy mới tệ một túi. Nếu không được thì bán 8 tệ. Tôi muốn nhìn thấy Lưu Đại Tráng phá sản. Nhưng điều đỗ đại nã không ngờ tới là thị trường đã bão hòa trong những ngày trước. Do việc mua sắm và tích trữ dù có bàn với giá 8 tệ một bao, một ngày chỉ bán được vài trăm bao thôi. Nhưng nhà máy 11 măng thì không quan tâm. Theo hợp đồng, 11 măng sản xuất trong vòng một tháng đều được gửi đến cho Đỗ Đại Nã. Bây giờ trong kho hàng đã chứa gần 250,0 bao 11 măng. Giá nhà máy 10 măng đưa ra là 7 tệ. Tổng cộng là 1,75 triệu tệ tiền 11 măng. Công trường của Vương Cường tiêu thụ nhiều nhất là 3.000 bao mỗi ngày. Số còn lại anh ta phải tự móc túi. Lúc này Đỗ Đại Nã chỉ cảm thấy mỗi lần hít thở giống như là phun lửa. Bây giờ anh ta chỉ có thể bán nuôi mốt măng với giá 7 đồng một bao để thu hồi vốn. Nếu không, công ty của anh ấy sẽ sớm phá sản. Ngược lại, về phía tôi, nhà máy mới hoàn thành, pháo nổ vang trời, âm thanh vang khắp cả thành phố. Khi Vương Tinh Thần từ trên TV nhìn thấy cảnh lễ khai trương của nhà máy dệt liêu dương của tôi, rồi nghĩ đến sự vắng lặng của nhà máy mình, cuối cùng cô ấy mới nhận ra mình ngây thơ đến mức nào. Thật ngu ngốc, chính cô ta đã tự tay hủy hoại sự nghiệp mà cha để lại. Càng nghĩ càng thấy đau lòng. Lúc đó tôi đang ở nhà suy nghĩ về kế hoạch sau này. Ngay lúc đó, Triệu Niên Thuận bước vào. Ông chủ lưu, tôi muốn nói vài lời với ông. Anh có thời gian không? Nhìn anh muốn nói lại thôi. Ấp ung thế này không phải phong cách của lão Triệu đâu. Có gì cứ nói thẳng ra. Ông chủ, có vài công nhân thấy mệt quá, muốn tăng lương. Ban đầu nói mỗi người năm đồng một ngày, một tháng là 150. Sau đó mọi người đều cùng nhau làm việc, tính theo mỗi người 60 đồng mỗi tháng. Giờ đây mọi người cảm thấy công việc này quá mệt, 60 đồng một tháng thật sự không đủ sức. Vì vậy mọi người muốn tính theo năm đồng mỗi ngày, đó là 120.000. Tôi lập tức tính ra con số này nhưng cũng không thể chấp nhận mức giá này, thấy tôi cứ im lặng. Triệu Niên Thuận càng thêm lo lắng. Tôi cũng đã cố gắng nói với mọi người rồi. Nhưng anh cũng biết đấy, mọi người đều vì nề mặt tôi mà đến. Ai cũng phải nuôi sống gia đình mà. Các công nhân đều nói rồi. Nếu không đồng ý thì, họ không chịu làm nữa. Tôi khẽ nhướng may Đây là đang uy hiếp tôi mà. Ông chủ lưu, tôi cũng hết cách. Gần đây nhà tôi dục tôi đổi xe, nhưng xe bây giờ đắt quá. Mua xe cũ đi. Dạo gần đây tôi, đánh tôi đánh mua chiếc bít xong vừa là xì cũ. Chỉ tốn hơn 70.000. Chạy như xe mới. Nhưng rẻ hơn xe mới hơn 90.000. Thật sự rất đáng giá. Rẻ thế này có đáng tin không? Tất nhiên rồi. Gosi là sàn giao dịch xe cũ lớn nhất cả nước. Mỗi chiếc xe điện đều trải qua kiểm tra 3 phần điện. Vẫn có bảo hành chính hãng. Anh còn có thể dùng thứ ba ngày. Hài lòng rồi mới mua. Tôi nói cho anh nghe. Muốn mua xe điện cũ thì mau kiểm tra giá sàn trên Gosi. Hừ. Các người đang đe dọa tôi sao? Về mặt tình cảm mà nói. Mọi người đã vất vả làm thêm giờ vì tôi. tôi nên đồng ý với yêu cầu của mọi người, nhưng tình cảm không phải là kinh doanh, tôi cần cân nhắc nhiều khía cạnh hơn. Trước tiên, công nhân của xưởng may và xưởng dệt, lương mỗi tháng chỉ có 70 đồng. Nếu tôi trả lương cho công nhân của anh 150 đồng thì các công nhân khác cũng sẽ yêu cầu tương tự. Vậy tôi nên đồng ý hay không đồng ý đây? Triệu Niên thuận lập tức cứng họng không nói nên lời. Người không muốn làm tôi cũng không ép buộc, cứ để họ rời đi đi. Giọng điệu và thái độ của tôi đều rất kiên quyết, không có chút khả năng thỏa hiệp. Người thời đại này hoàn toàn không biết cạnh tranh nghề nghiệp là gì, càng không biết đe dọa ông chủ là điều đại kỵ. Bây giờ họ dám làm như vậy, tôi là ông chủ, đồng ý nghĩa là thỏa hiệp, sau này những công nhân này sẽ đưa ra yêu cầu vô lý hơn, không đồng ý nghĩa là cứng rắn, sau này họ cũng sẽ nghĩ tôi là một ông chủ ác ý, khi làm việc cũng sẽ lười biếng, làm việc cầu thả, vì vậy họ đã có ý tưởng này, tôi không thể tiếp tục sử dụng họ nữa. Triệu Niên Thuận cũng khá khó xử, anh ấy vẫn muốn theo tôi làm việc nhưng cũng muốn có lời giải thích với công nhân, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Ông Lưu, những người tôi đưa ra thì không có ý kiến gì tôi cũng không thể quản nổi cho họ rời đi cũng được chỉ sợ tiến độ công trình sẽ chậm lại điều này anh không cần lo tôi định lập một công ty xây dựng tuyển dụng công nhân chính thức anh sẽ phụ trách đào tạo họ từ giờ trở đi quyền quyết định nằm trong tay chúng ta không sợ họ không làm thực ra tôi đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi sự phát triển của thành phố công ty xây dựng sẽ trở thành ngành hát nhất trong tương lai hơn nữa công ty của mình thì mình có quyền quyết định không cần phải nhìn sắc mặt người khác sau khi chịu niên thuận trở về công trường mười mấy người gai thầu lập tức vây quanh lại niên thuận sao rồi ông chủ đã đồng ý với yêu cầu của chúng ta chưa triệu niên thuận liền lắc đầu Mấy người cai thầu liền không vui Vậy thì không làm cho Lưu Đại Tráng nữa Chúng ta xây nhà cho ai Không cho chúng ta 10 đồng hay 20 đồng Không tăng lương thì không làm cho anh ta Bây giờ khắp nơi đều có việc Tôi không tin là không kiếm được tiền Triệu Niên Thuận vẫn luôn cúi đầu, không nói một lời. Bây giờ ngành xây dựng ở Huệ thì chỉ có giá mà không có thị trường. Một ngày anh muốn kiếm 100 tệ, cũng phải có việc để làm chứ. Các công trình tốt đều được giao cho các công ty xây dựng lớn rồi. Vậy thì làm sao đến lượt họ không làm ở đây nữa? Chắc họ phải về quê làm ruộng thôi. Cuối cùng hơn 800 công nhân ở công trường, ngoại trừ hơn 200 người đồng hương của Triệu Niên Thuận, còn lại đều rời khỏi công trường. Ngay sau đó, quảng cáo tuyển công nhân của tôi đã được đăng trên báo và phát trên đài phát thanh. Còn tôi thì vẫn làm những gì cần làm, thậm chí còn muốn dành thời gian tự thiết kế cho mình một bộ VC đẹp. Dù sao bây giờ cứ mặc mãi cái áo rách này cũng không phải là cách hay. Đúng lúc này, Vương Tinh Thần bước vào, còn tôi thì chỉ cúi đầu tiếp tục vẽ bản thiết kế, cũng không chủ động nói chuyện với cô ấy. Vương Tinh Thần lặng lẽ nhìn tôi, sự im lặng đè nén này khiến cô ấy càng thêm căng thẳng. Lưu Đại Tráng Tôi tôi không biết phải nói gì Nhưng tôi vẫn cứ vẽ bản thiết kế Vẫn không nói lời nào Đại tráng, tôi thực sự biết lỗi rồi Tôi đã bị trương từ viễn lợi dụng bằng những lời nói ngọt ngào Đến bây giờ tôi không còn thiết bị nữa Tôi không nên xem anh như kẻ thù của mình Bây giờ tôi thực sự hối hận rồi Tôi biết bây giờ anh nhất định rất ghét tôi và tôi cũng không mong anh tha thứ. Tôi đã quyết định xong rồi. Tôi sẽ tặng nhà máy dệt tinh thần cho anh mà không lấy một xu. Chỉ có trong tay anh, nhà máy dệt mới có thể tồn tại. Còn trong tay tôi, hy vọng của nhiều thế hệ gia đình tôi sẽ bị hủy hoại. Tôi không muốn để nhà máy dệt rơi vào tay những người như Trương Tử Viễn. Tôi chỉ có một điều kiện. Hy vọng anh làm cho nhà máy dệt ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng tôi cũng từ từ ngẩng đầu lên. Cô định quyết tâm trở thành kẻ thất bại à? Nếu cô đến cả chút trì khi cuối cùng cũng không còn, thì tôi cũng không giúp gì được cho cô. Về đi, tôi sẽ không nhận nhà máy dệt của cô đâu. Vương Tinh Trần nước mắt đã tràn đầy mặt nhưng cô vẫn tỏ ra bướng bỉnh anh đã nói sẽ cho tôi một cơ hội mà bây giờ tôi chỉ muốn tận dụng cơ hội này muốn anh tiếp quản nhà máy dệt vậy cô định làm gì hừ không cần anh lo anh chỉ cần tiếp quản nhà máy dệt là được Nghe đến đây, tôi thật sự không nhịn được. Bật cười ha ha, anh cười cái gì? Tất nhiên là cười cô chứ sao? Cô còn có thể đem nhà máy dệt tặng cho người khác. Hãy đứng dậy lại lần nữa, ít nhất cũng phải cho người hại cô một bài học chứ. Vương Tinh Trần nước mắt đầm đìa nhìn tôi, cô ấy hoàn toàn không hiểu gì. Cô đừng tặng nhà máy dệt đó cho tôi với giá 2,7 triệu, bán cho ông chủ phía sau trường Từ Viễn, rồi cô có thể dùng 2,7 triệu này đầu tư vào dự án khác. Anh bảo tôi bán nhà máy dệt, không, tôi tuyệt đối không. Nhà máy dệt của cô đã chẳng khác gì phá sản rồi. Nhà máy dệt là cái xác không hồn, chỉ còn lại tình cảm và niềm tin trong kinh doanh hoàn toàn chẳng đáng một xu. Điều quan trọng nhất là cô có thể thông qua cái này để kiếm lại những lợi ích đã mất. Chẳng lẽ cô không muốn trả thù sao? Vương Tinh Trần cuối cùng cũng hiểu ra là nói cứ để họ mua một cái vỏ rỗng phải không? Ha <laughs> ha. May mà cô không ngốc đến vậy. Đúng là bọn họ chỉ mua được một cái vỏ giống. Hơn nữa rất nhanh chóng, cô sẽ mua lại cái vỏ giống này với giá cực kỳ thấp. Nhưng ông chủ phía sau chưa chắc sẽ chấp nhận giá này. Cô có thể đưa công thức nhượng thứ hai tôi đưa cho cô cho ông ta. Nếu kiểm soát giá ở khoảng 1,5 triệu thì có thể bán được. Bây giờ Vương Tinh Thần không còn nghi ngờ gì tôi nữa, hoàn toàn nghe lời. Cô ấy vừa về nhà máy dệt đã lập tức gọi điện cho Trương Tư Viễn, nói cho anh ấy biết ý định bán nhà máy dệt. Trương Tư Viễn lập tức chuyển lời cho Vương Hà Đông. 2,7 triệu cho một nhà máy rỗng Tôi thấy Vương Tinh Thần thật sự điên rồi với hai, bảy triệu tôi có thể tự mở một nhà máy dệt rồi. Vương Hà Đông rất tức giận. Người khác không hiểu về nhà máy dệt đó. Bây giờ nhà máy dệt đó chỉ còn vài dãy nhà xưởng và một tòa nhà văn phòng. Thiết bị không có một cái nào mà dám đòi hai, bảy triệu. Vương Tinh Thần cũng nói rồi, hai bảy triệu, bao gồm cả công thức kỹ thuật nhuộm mà Lưu Đại Tráng đã từng đưa cho cô ta. À, Vương Hà Đông hơi nhèo mắt. Thuật nhuộm đó thực sự rất tốt. Vải nhuộm da có màu tự nhiên và bền. Nếu có thể nắm vững kỹ thuật này, thì cũng có chút tiềm năng ít nhất tiếp quản nhà máy dệt là có thể kiếm được một khoản từ vài này nghĩ đến đây vương hà đông lạnh lùng nói cậu nói với vương tinh thần tôi chỉ đưa cậu ta một triệu bảy trăm nghìn thôi khi ký hợp đồng chuyển nhượng vương hà đông cuối cùng cũng tự mình ra mặt khi vương tinh thần nhìn thấy trương từ viễn vây quanh vương hà đông như một con chó thì lập tức hiểu ra hóa ra tất cả đều là bẫy của vương hà đông